sáng nay, khu 4 xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là đơn vị được chọn tổ chức điểm của huyện. Khu 4 xã Đan Phượng có 187 hộ dân. Những năm qua, nhân dân trong khu đã đoàn kết, tích cực tham gia các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của khu đạt 42 triệu đồng một người trên một năm. 98,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2023 đạt 100%. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ngày càng phát triển. Tại ngày hội, Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa đã trao giấy chứng nhận khu nông thôn mới và khen thưởng cho khu dân cư số 4. Quỹ vì người nghèo huyện đã trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Cũng trong dịp này, khu dân cư tổ chức ký giao ước thi đua và trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa cho các gia đình.